Đây là số hóa đơn 321 ngày 2 tháng 1 năm tài chính, nói về vấn đề mua hàng hóa về nhập kho. Với công ty xuất ăn công nghiệp, chúng ta cần phân biệt được hóa đơn nào là vật tư, hóa đơn nào là hàng hóa. Đối với nguyên vật liệu chính là các cái nguyên vật liệu để cấu thành lên món ăn, ví dụ như thịt, cá, gạo, tôm, cua, rau. Còn với các hàng hóa chính là các loại nước uống, bia, các loại nước uống Danisa hay là nước uống Lavie thì tất cả đều gọi là hàng hóa. Hàng hóa trong xuất ăn công nghiệp là những loại mặt hàng mua về đã qua chế biến và chúng ta chỉ việc sử dụng bán đi kèm với các xuất ăn công nghiệp. Do đó, chúng ta sẽ điều khoản với mặt hàng là hàng hóa như sau. Nợ cho tài khoản 156 là giá trị trước thuế. Nợ cho tài khoản 1331 là thuế giá trị gia tăng đầu vào. Có cho tài khoản 111. Và với hóa đơn này sẽ có chứng từ đi kèm. Một bộ chứng từ hóa đơn đi kèm bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu chi, phiếu nhập kho. Về phiếu nhập kho này chỉ thể hiện về số lượng, còn đơn giá thành tiền không thể hiện. Ngoài ra một bộ chứng từ cần đi kèm đó là biên bản giao nhận hàng. Về biên bản giao nhận hàng cũng trình bày tương tự như là phiếu nhập kho, cũng chỉ thể hiện nội dung theo chứng từ và thực nhận về mặt số lượng. Tôi giải thích về phần nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Ở nghiệp vụ này sẽ có liên quan tới 3 tài khoản. 156 là hàng hóa, 1331 là thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, vật tư, dịch vụ, công cụ, dụng cụ. Còn ngoài ra sẽ có 1332 là thuế giá trị gia tăng dùng riêng cho tài sản cố định. Ở đây là hàng hóa nên các bạn sẽ sử dụng 1331. Có cho tài khoản 111 là tiền mặt. Với nghiệp vụ này sẽ có 2 định khoản nợ và 1 định khoản có. Tổng 2 định khoản nợ này sẽ bằng 1 định khoản có, làm cho tính cân đối của tài khoản không thay đổi. Khi đầu tiên chúng ta nhận một hóa đơn chứng từ, chúng ta sẽ phải hình dung được về cách hạch toán hóa đơn đấy đưa vào những tài khoản nào. Cách thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Bước thứ nhất, chúng ta cần phải khai báo mã hàng hóa. Với hóa đơn này có đơn vị tính chính là thùng. Nhưng khi xuất ra để bán kèm vào các suất ăn thì xuất bằng lon hoặc chai. Do đó, các bạn cần phải quy đổi theo sự quy đổi ở trên phần mềm kế toán. Và với bia Hà Nội, Coca, Danisa, hầu hết đơn vị chuyển đổi là thùng. Và đơn vị chuyển đổi này chính là đơn vị trên hóa đơn. Còn đơn vị tính chính là đơn vị sẽ xuất đi bán hoặc xuất đi vào sản xuất, gọi là đơn vị tính chính. Và đơn vị chuyển đổi là đơn vị lớn và đơn vị tính chính là đơn vị bé. Theo quy định, một thùng thì bằng 24 lon. Tỷ lệ là phép nhân mô tả một thùng bằng 24 lon. Các bạn chú ý, việc quy đổi này rất quan trọng và khi chúng ta nhìn vào mã hàng hóa hay là nguyên vật liệu có sự quy đổi thì các bạn phải khai báo mã nguyên vật liệu hàng hóa có sự quy đổi trên phần mềm kế toán. Các bước thao tác trên phần mềm như sau. Có hai cách làm. Cách một, có thể các bạn vào mua hàng, chứng từ mua hàng hóa, rồi làm tới đâu chúng ta sẽ khai báo tới đấy bằng cách nhấn dấu cỏ màu xanh ở đây để khai báo mã vật tư hàng hóa. Tuy nhiên, với những hóa đơn có nhiều hàng hóa thì tôi sẽ thực hiện việc khai báo hàng hóa trước bằng cách vào danh mục vật tư hàng hóa ở đây, chúng ta nhấn thêm. Căn cứ vào hóa đơn có bia Hà Nội, Coca và nước khoáng. Vậy chúng ta sẽ khai báo ba mã hàng hóa này trước. Tôi có một bảng xuất khẩu liên quan tới ba mã hàng. Để chúng ta đỡ phải đánh tay, tôi copy tên hàng đầu tiên là bia lon Hà Nội.
Mã hàng, các bạn đặt theo thông tin của các bạn hoặc đặt theo trên giáo trình. Ở đây các bạn có thể ghi là bia Hà Nội rõ ra hoặc là bia HN viết tắt đều được. Tính chất chúng ta chọn là vật tư hàng hóa. Đối với phần mềm MISA, tất cả các loại vật tư hàng hóa công cụ thì đều chọn chung là vật tư hàng hóa. Thành phẩm thì chọn là thành phẩm, các dịch vụ chung chung thì chọn là dịch vụ. Nhóm hàng hóa vật tư các bạn nên chọn cụ thể cả nhóm nữa để khi chúng ta lọc các báo cáo chi tiết phía sau sẽ dễ dàng hơn. Ở đây là HH hàng hóa, nhấn đồng ý. Đơn vị tính chính là đơn vị bé hơn, tức là đơn vị xuất kho. Ở đây là lon. Nếu như đơn vị lon trong data các bạn chưa có thì nhấn dấu cộng màu xanh ở đây để thêm đơn vị tính là mô tả. Ở trên phần giao diện của tôi có rồi, tôi chọn luôn là đơn vị tính là lon. Kho ngầm định là 156, tài khoản kho là 156. Vì hàng hóa quy định là 156 nên chúng ta sẽ chọn đúng kho. Tài khoản doanh thu trong kế toán được chia tách làm 5111 là doanh thu hàng hóa, 5112 là doanh thu thành phẩm, 5113 là doanh thu dịch vụ. Vậy hàng hóa chúng ta chọn 5111. Tất cả các tài khoản khác không liên quan chúng ta vẫn để nguyên. Còn tài khoản chi phí là 6321 bởi vì trong 632 chúng ta đã tách ra 6321 là giá vốn cho thương mại mua bán và 6322 là giá vốn cho thành phẩm. Do đó các bạn sẽ lựa chọn 5111 đi với 6321. Những cái hàng hóa thì chúng ta mua về là xác nhận được ngay giá vốn sau khi các bạn tính lại kho. Nên tài khoản chi phí ở đây chúng ta ghi nhận luôn là 6321. Sau khi khai báo tất cả các thông tin tài khoản chi phí thì chúng ta sang ba nhỏ đơn vị chuyển đổi. Đơn vị chuyển đổi là đơn vị lớn và chính là đơn vị ở trên hóa đơn là thùng. Tỷ lệ chuyển đổi là 24. Ở đây phép tính là phép nhân mô tả một thùng bằng 24 lon, chúng ta nhấn cất. Sau khi chúng ta thực hiện được một mã chuẩn rồi thì các bạn để chuột vào mã cần nhân bản hay gọi là copy, nhấn Ctrl C và căn cứ vào hóa đơn chứng từ chúng ta khai báo tiếp mã thứ hai đó là Cocalon. Tất cả các thông tin như là vật tư hàng hóa, nhóm hàng hóa thì không có gì thay đổi, chúng ta sẽ để nguyên. Và đơn vị chuyển đổi cũng giống như là mã trước nên là chúng ta vẫn để nguyên. Chúng ta nhấn cất ở đây. Tiếp tục nhấn Ctrl C, khai mã cuối cùng. Nước khoáng Dasani, đơn vị tính là thùng. Tất cả các thông tin còn lại như tính chất hàng hóa, chúng ta giữ nguyên. Cuối cùng các bạn nhấn cất ở đây. Sau khi khai báo xong bước thứ nhất, về khai báo hàng hóa thì các bạn vào phân hệ mua hàng. Click đúp vào chứng từ mua hàng, chọn một nhỏ, mua hàng trong nước nhập kho. Hình thức là thanh toán ngay, nội dung là nhận kèm hóa đơn. Nếu như các bạn chọn là không kèm hóa đơn ở đây, không có hóa đơn thì phần hóa đơn sẽ bị ẩn nên chúng ta nhấn vào là nhận kèm hóa đơn. Đi từ trái sang phải, chúng ta sẽ thực hiện từ phiếu nhập rồi đến phiếu chi rồi đến hóa đơn. Tránh trường hợp nhập từ hóa đơn thì phiếu nhập sẽ không cập nhật lên. Chúng ta đi từ phiếu nhập, căn cứ trên hóa đơn, khai báo nhà cung cấp. Nếu dữ liệu của các bạn chưa có nhà cung cấp thì chúng ta sẽ điền nhà cung cấp vào bằng cách là bấm vào dấu cộng màu xanh. Chúng ta sẽ điền mã số thuế của công ty lên đây. Chúng ta đánh thông tin mã số thuế của nhà cung cấp, nhấn lấy thông tin. Mã này các bạn để là nhà cung cấp chấm Đại Nam, tức là nhà cung cấp thì tôi thường là để viết hoa không dấu liền nhau, tóm tắt tên của nhà cung cấp, rồi nhấn cất. Nếu như chúng ta đã có thông tin của nhà cung cấp rồi thì các bạn chỉ việc chọn và không khai báo thêm nhà cung cấp mới. Ngày hạch toán và ngày chứng từ căn cứ vào hóa đơn là ngày 02 tháng 1 năm tài chính. Một nhỏ hàng tiền,
Chú ý, các bạn click vào mũi tên đi xuống ở phần mẫu, chọn mẫu nhiều đơn vị tính, bởi vì đây là hóa đơn có sự chuyển đổi trong đơn vị tính. Một nhỏ hàng tiền, bia Hà Nội, căn cứ vào hóa đơn. Bia lon Hà Nội 3 thùng nhân 204.000. Đơn vị tính là thùng. Thành tiền là 612.000, chúng ta kéo con chuột sang bên phải. Đơn vị tính chính là lon, một thùng bằng 24 lon. Như vậy có 3 thùng thì sẽ là bằng 72 lon, 3 x 24 bằng 72. Đơn giá là 8.500. 8.500 đồng là bởi vì phần đơn giá của một thùng là 204 thì chúng ta lấy 204 mà chia cho 24 lon thì ra 8.500, hoặc lấy thành tiền 612.000 mà chia cho số lượng 72 thì cũng sẽ ra được 8.500 đồng trên một lon. Việc quy đổi ngay từ khi chúng ta nhập liệu sẽ dễ dàng tính ra được giá xuất kho của từng lon. Hai nhỏ tiếp tục chọn Coca-Cola. Đơn vị tính là thùng. Theo hóa đơn là 4 thùng nhân 173. Dòng thứ ba là nước Dasani. Nợ 156, nợ 133 có 111 và hình thức ở đây là thanh toán ngay. Số lượng tương ứng là 5 nhân với đơn giá là 66.000. Tổng giá trị của hóa đơn là 1.634.000. Hai nhỏ thuế suất, chọn thuế suất là 10%. Rồi để chuột vào dòng thuế suất sao chép cho các dòng phía dưới. Tài khoản thuế là 1331. Sang phiếu chi. Tất cả các thông tin từ phiếu nhập sẽ được thực hiện cập nhật sang phần phiếu chi. Sang phần hóa đơn, chúng ta chú ý ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày bao nhiêu thì số hóa đơn vẫn là ngày bấy nhiêu. Số hóa đơn tương ứng là 0000321. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nhấn dấu cất ở đây để hoàn thành bộ chứng từ liên quan tới việc nhập kho hàng hóa. Nếu phần mềm báo lỗi là tiền mặt đang bị âm quỹ, các bạn vẫn đồng ý. Vì với một kế toán phần tiền mặt thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để xử lý sao cho việc hết âm quỹ bằng các bút toán mượn tiền. Chi tiết về các vấn đề xử lý quỹ tiền mặt thì chúng ta sẽ nghe các video tiếp theo. Chúc các bạn học tốt!